xin chào các bác anh chị. Chuẩn bị vào hè, cái công tác dọn vườn, phơi đất, rồi đặc biệt nhất là cái video hôm nay Vinh Lê chia sẻ với cô bác anh chị là cái cách để mà mình tận dụng tất cả những cái rau gốc cây, rồi rau thối, rau mà khi mà mình thu hoạch mình bỏ lại những cái gốc cây cùi, cây cộng, rồi tất cả những cái rau củ quả khi mà mình dùng tại bếp nhà thừa thãi, cô bác anh chị tận dụng để ủ lên thành một cái loại phân hữu cơ bón cho tất cả những cái cây rau mà khi mình trồng tại vườn, phải nói là tuyệt vời, hiệu quả rất là cao, tốt, và hạn chế được cái vấn đề mà mình đi vứt rác. Thay vì cô bác anh chị vứt rác thì mình sẽ ủ lại thành một cái thùng phân để mà mình bón cho tất cả những cái cây rau mà mình trồng trong thời gian mùa hè. Những cái cây mà đậu bí, ngô, rồi tất cả những cái gốc thân to thì cô bác anh chị ủ cái cách bằng cái cách này rất là chuẩn luôn. Vinh Lê sẽ chia sẻ luôn ngay vào đây. Trước tiên thì những cái rau mình tỉa, những cái rau thừa đây, rau thừa của tất cả các loại không dùng đến, già, rồi là thối, thì nhặt hết vào như này thì cô bác anh chị sẽ đưa vào một cái thùng. Và có hai cách, mình vừa ủ để làm phân và một thùng mình ủ để lấy cái nước tưới cho những cái cây rau ăn hạ ngắn hạn, đặc biệt là những cây rau ăn lá. Cái cách ủ như thế nào thì trước tiên cô bác anh chị phải chuẩn bị cho một cái thùng. Cái thùng thì tùy theo kích cỡ, cô bác anh chị có thể mua tại tất cả những trung tâm bán đồ làm vườn. Nó có cái hình mà ở phía dưới này có cái lắp để cho mình mở ra khi mà mình ủ phân đã ngâu, đã mục thì mình sẽ dùng bằng cái lắp này để mở ra mình lấy phân. Phía trên là một cái thùng rất là to đây, có lắp toàn bộ cái rau gốc cây, rồi là rau mình vứt đi, bỏ đi thì mình vứt vào cái thùng như thế này. Trong quá trình 1 năm hoặc 2 năm, càng lâu càng tốt, thì nó ngấu ra. Bây giờ là mình sẽ để múc ra để mình bón vào đất, cho vào đất, trộn vào đất để trồng tất cả các loại cây. Kế tiếp thì mình lại có thể đè những cái loại rau mới lên, chẳng hạn như những cái cây rác mới đây thì cô bác anh chị lại đổ lên, cứ tiếp tục mình đổ, khi nào mà nó đầy chặt thì thôi, thì mình lại lấy ở phía dưới ra. Trường hợp nấu ăn ở nhà thì cô bác anh chị cũng để tất cả những cái vỏ của những trái cây, vỏ của các loại trái cây, rồi rau củ quả đầu thừa đuôi thẹo, miễn là cô bác đừng để cái thức ăn thịt hoặc là đồ ăn thừa mình cho vào thì nó sẽ bị thối cái phân nhiều hơn. Chủ yếu là vỏ rau củ quả, tất cả các loại hầm bà làng là cô bác anh chị để vào một cái xô như thế này. Sau đó mình lại để vào một cái thùng có lắp đậy như là đã quy định người ta bán. Cô bác anh chị này đổ nó vào cái thùng đấy như thế này. Đậy lắp kín lại thì tùy theo thời tiết. Mùa đông thì nó phân hủy chậm hơn một chút, còn nếu mà mùa hè thì cái này nó phân hủy rất là nhanh. Cái chậu thùng này là hàng năm mình cứ để ủ ở góc vườn như thế này đây. Phía trên là mình cứ đổ cái mới vào, thì phía dưới là mình sẽ có cái phân để mình lấy ra mình bón vào cho những cái gốc cây mà hàng năm mình trồng. Lai mai thì phía dưới này mình lại lấy ra cái phân này. Đấy, cô bác anh chị thấy đây, tất cả những giống côn trùng nó làm có cả giun. Giun thì cực kỳ tốt để cho dưới đất khi mà mình trồng tất cả những loại cây rau, nó có thể nó đục lỗ khoan rỗng đất để cho cái độ đất có oxy thở. Chính là con giun là rất là chuẩn, hoặc là những con côn trùng khác.
Ngoài ra thì nó chỉ tránh những con sâu sên hoặc là những cái con mà nó tấn công rau thì là mình sẽ phải đề phòng. Cách này là cách chuẩn nhất để cô bác anh chị trồng rau tại vườn bằng hình thức rau sạch organic với lại những cái phân hữu cơ mình tự chế, tự ủ. Còn đây là một cái thùng có đáy, thùng có lắp và có đáy. Tất cả các cái phân mình ủ và đổ nước vào. Sau khi cái cách này cũng để một năm, nó ngấu ra thành phân rồi thì cô bác anh chị múc ra tưới cho cây rau thì rất là chuẩn luôn. Trường hợp nó đặc thì cô bác anh chị pha một lửa nước, một lửa cái nước phân này. Hết rồi mình têm vào, và nếu mà nó loãng thì mình múc bực trực tiếp mình tưới cho cây rau. Đây, mới chuẩn bị hết mùa đông sang đầu mùa hè mà công tác mình đã chuẩn bị dọn vườn để cho năm nay. Tất cả những cây rau này là của năm ngoái, nó còn sót lại trong thời điểm mùa đông, mặc dù là đông đá. Với cái cách như thế này thì hàng năm mình cũng kẻo đi được rất nhiều cái kinh phí để cho cô bác anh chị mua phân bón. Trông thế thôi nhưng mà một đồng gà ba đồng thóc. Khi cô bác anh chị trồng những cái cây rau cho bữa ăn phục vụ gia đình mà mình dùng bằng hình thức organic tự nhiên thì tất nhiên là mình phải dùng bằng cái phân này. Còn nếu mà cô bác anh chị mua những cái dòng phân mà chẳng hạn như là cái dòng phân nước này, thức ăn nước này mà mình để mình bón cho cây cả một cái vườn rau thì nó cũng rất là tốn. Nên cái video Vinh chia sẻ cho cô bác anh chị để tham khảo thêm. Thực ra mà nói thì cái rau mình trồng gọi là rau sạch mà cô bác anh chị phải đi tưới những cái phân đạm, phân ure vào thì nó không phải là gọi là rau organic nữa. Cái cách để mà mình ủ phân như thế này tưới cho cây rau thì nó mới là chuẩn 100% cái cây rau gọi là mình trồng bằng rau sạch. Cảm ơn cô bác anh chị luôn quan tâm và ủng hộ kênh. Vinh Lê sẽ cập nhật những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.